À, ta quay lại chương 18 ha, trái phiếu ghi nợ dài hạn. À, chúng ta cùng xem qua bài tập 18.1. Rồi, chúng ta cùng xem qua. Thì đầu tiên là trong bài tập này đó, thì chúng ta có nghiệp vụ thứ nhất là chúng ta thanh toán cái khoản đi vay ngân hàng Y. Thì với cái số dư đầu kỳ á, thì các bạn đang có là mình đang vay là thứ nhất là bằng tiền Việt Nam là 50 triệu ha. Và thứ hai đó là chúng ta vay bằng euro là 10.000 euro và với cái tỷ giá mà chúng ta ghi sổ vào thời điểm chúng ta vay á, là 27.000. Thì bây giờ là mình thanh toán cái số nợ vay ngân hàng Y. Thì như vậy là ở đây là chúng ta ghi ghi giảm à, chúng ta ghi giảm ghi bên nợ. Và như vậy thì cái số tiền mà chúng ta ghi giảm là tiền ngoại tệ đó, thì bạn biết rồi, đó là khi mà chúng ta ghi ghi giảm trên tài khoản thì chúng ta sẽ ghi theo tỷ giá đang ghi sổ kế toán. Mà đối với tài khoản công nợ đó thì chúng ta ghi theo tỷ giá là gì? Đích đích danh. Và như vậy là cái món nợ này á, là mình đang ghi sổ với tỷ giá là 27.000, đúng không? Thì chúng ta sẽ ghi giảm với đúng tỷ giá là 27.000. Bây giờ chúng ta sẽ thanh toán, thứ nhất là chúng ta trả nợ 50 triệu và chúng ta trả bằng tiền gửi ngân hàng là tiền Việt Nam, đúng không? 50 triệu. Bạn ghi có trên tài khoản 11221. Tiếp theo đó là chúng ta trả cái số ngoại tệ ha, năm cái số là 10.000. Ở đây là chúng ta chỉ trả một phần là 5.000 mà thôi ha. Thì 5.000 là đang ghi sổ với tỷ giá là 27.000. Nhưng mà trên tài khoản 1122 của bạn đó thì cái số ngoại tệ này á, thì bạn đang đang có và đang ghi sổ với tỷ giá là 26.900. Thì cái tỷ giá 26.900 này á, thì nếu chúng ta đã nắm phần lý thuyết á, đã được tính bằng cách là gì? Áp dụng phương pháp bình quân giao quyền. Và như vậy thì bạn thấy là cái bút toán phát sinh trên bảng đó thì ở phần bên nợ của tài khoản 3411 thì 5.000 euro này á, là chúng ta đang ghi sổ với tỷ giá 27. Trong khi là trên tài khoản 1122 đó là chúng ta ghi với tỷ giá là 26.900. Và như vậy thì cứ mỗi euro đó thì nó phát sinh cái chênh lệch là 100 đồng. À, và như vậy bạn thấy là bên bên nợ lớn hơn bên có nên phần chênh lệch tỷ giá bạn ghi vào có 515 và cụ thể là 5.000 euro bằng nhân với chênh lệch là 100 đồng cho mỗi euro. À, thì như vậy trên bảng là bút toán là chúng ta thanh toán cái khoản nợ đi đi vay bằng tiền Việt Nam à, và thứ hai là bằng ngoại tệ. À, chúng ta kiểm tra lại coi. À, thì nguyên tắc là ở đây là cái tỷ giá đây là chúng ta ghi theo tỷ giá là đích danh à, thì ghi giảm. Và ở đây là chúng ta đối với nhóm tiền á, thì bạn tính theo phương pháp là bình quân giao quyền và đề bài cho sẵn tỷ giá là 26.900. Rồi chúng ta đi sang nghiệp vụ thứ hai ha. Nghiệp vụ thứ hai là chúng ta trả lãi tiền vay tháng 10 của ngân hàng X. Thì như vậy thì cái số tiền mà chúng ta vay ngân hàng X á, là 800 triệu và tiền lãi vay mỗi tháng là 1%. Thì như vậy là chúng ta trả lãi vay ở đây á, là chúng ta trả lãi vay bằng tiền ở ngân hàng là tiền Việt Nam. Ta ghi giảm trên tài khoản 112 1121. Nhưng mà chúng ta trả lãi tiền vay ở đây thì bạn thấy là chúng ta không dùng tài khoản 635 đúng không? Mà chúng ta lại dùng tài khoản 24112. Bởi vì lý do là các bạn đọc trong cái bài bài thông tin của đề bài đó là cái khoản đi vay này á, là mục đích sử dụng để làm gì các bạn? À, mục đích nó sử dụng cho hoạt động xây dựng cơ bản à, và lãi đi vay đủ điều kiện vốn hóa. Và như vậy là mình đã trao đổi ở buổi buổi trước. Thì như vậy là trong trường hợp là cái khoản đi vay mà nó có hình thành một cái tài sản dở dang và lãi vay điều kiện vốn hóa thì lúc này cái chi phí lãi vay thì chúng ta sẽ ghi nhận vào 241, 2412. À. Còn trường hợp là mục đích đi vay là dùng để bổ sung vốn kinh doanh, mua hàng về bán, mua vật tư dùng để sản xuất thì bạn sẽ ghi nhận nó vào 635. Rồi tiếp chúng ta lại có một cái khoản là chúng ta đi đi vay, đây là chúng ta đi vay vay ngân hàng. Thì như vậy là cái khoản đi vay ngân hàng thì chúng ta sẽ ghi bên có của tài khoản 331. Ở đây thì cái số tiền chúng ta đi vay thì ngân hàng giải ngân và chuyển thẳng, thứ nhất là trả nợ nhà cung cấp 331 với số tiền là 200. Thứ hai là dùng để trả lương cho nhân viên 334. Và như vậy thì tổng số tiền vay ở đây chúng ta là 250 triệu.
và được giải ngân bằng cách là chuyển khoản thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp, trả lương cho nhân viên. À, tiếp chúng ta có cái khoản là thanh toán khoản nợ vay ngân hàng Y. Thì cái khoản nợ vay ngân hàng Y này á, thì các bạn lưu ý á, là khoản nợ vay ngân hàng Y á, thì đầu kỳ á, thì bạn có số dư là bao nhiêu? 50 triệu cộng với lại 10.000 euro. Nhưng mà ở nghiệp vụ số 1 á, là chúng ta đã trả bớt bao nhiêu? Trả bớt được 50 rồi đúng không? Và trả bớt là 5.000 euro. Và như vậy thì tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ này á, thì cái số mình đang vay ngân hàng Y á, ở đây ta ghi rõ hơn chút tham khảo như vậy. Thì như vậy là khoản đi ngân hàng Y lúc này của chúng ta đó là chúng ta chỉ còn bao nhiêu? 5.000 đúng không? 5.000 euro. Và với tỷ giá đang ghi sổ là mấy? 27. Bây giờ chúng ta thanh toán cái tiền lãi và tiền nợ nợ gốc ha. Thì tiền nợ gốc á, thì ở đây chúng ta thấy là mình đang ghi sổ với tỷ giá là 27. Vậy mình sẽ ghi giảm tài khoản 3411Y là 5.000 euro với tỷ giá là 27. Tuy nhiên là ở nghiệp vụ này á, khi mình ghi giảm trên tài khoản 1122 đó, thì chúng ta xác định cái tỷ giá của cái số ngoại tệ chúng ta xuất trên tài khoản 112 và chúng ta thanh toán là 5.000 euro. Và cái chúng ta tính theo phương pháp là bình quân giao quyền và với tỷ giá là 27.100. Và như vậy bạn thấy là cái bút toán mà chúng ta vừa mới phân tích xong á, bút toán này là nợ 341 và có 1122 đó, thì hai bên nợ và có nó không cân bằng. Và cụ thể là bên bên nợ với tỷ giá là 27.000 nó sẽ gì? Thấp hơn bên có là tỷ giá 27.100. Và như vậy thì nghiệp vụ này nó có phát sinh trên là tỷ giá. Và như vậy là phần chênh lệch tỷ giá bạn sẽ ghi nhận vào gì? 635, cụ thể là 5.000 bạn nhân với lại 100 đồng đưa vào 635. Tiếp ha. Tiếp theo là chúng ta trả lãi tiền vay tháng 11 của ngân hàng X ha. Thì cũng tương tự, cái lãi tiền vay này giống như hồi nãy mình đã phân tích là cái mục đích vay vốn á, là dùng để dùng cho hoạt động đầu tư xây cơ bản, cho nên là lãi đi vay á, thì chúng ta sẽ vốn hóa và chúng ta ghi nó vào 241, 2412. Ở đây chúng ta trả bằng tiền của ngân hàng là tiền Việt Nam, bạn ghi có trên tài khoản 11221. Ở đây là lãi suất là 1% cho một tháng và số nợ gốc vay của khoản đi vay này là 800 triệu ha, là các bạn lấy là 1% nhân với lại 800 triệu. Tiếp chúng ta có khoản là vay công ty H đúng không? Vay. Vay công ty H để trả nợ người bán ha. Và như vậy là khoản vay công ty H thì bạn sẽ ghi sổ ha. 341 3411 ha. Tiếp câu số 7, câu số 7. Thanh toán lãi và nợ gốc vay cái khoản vay của cái công ty K đúng không? Chúng ta đi vay thanh toán lãi và nợ gốc vay. Như vậy là cái nợ gốc vay khi bạn trả thì bạn sẽ ghi giảm trên 3411K ha. Ở đây là chúng ta cái nợ gốc vay là 400.000 ha, chúng ta sẽ ghi giảm trên 3411K. Tiếp theo là thanh toán lãi. Thanh toán lãi thì cái tiền lãi đây á, thì trong đề bài chúng ta đọc á, thì cái mục đích vay vốn là dùng để bổ sung vốn kinh doanh nên là tiền lãi thì bạn đưa nó vào 635. Ở đây chúng ta có là lãi suất là 1,2% cho một tháng đúng không? Và hình như là tại thời điểm mà chúng ta thanh toán nợ gốc và lãi đó thì cái số lãi kỳ này là nó là một quý đúng không? Nên là chúng ta nhân tiếp cho cái gì? 1,2% một tháng trên số nợ gốc vay là 400
Và đây là chúng ta trả cho một quý ha, là các bạn nhân tiếp 3. Trong môn kế toán thì chúng ta cứ tính là lãi đơn ha các bạn, chúng ta không có đi sâu vào tính toán lãi kép. Tiếp theo là chúng ta cũng quay lại cái ngân hàng X hồi nãy đó, là trả lãi tiền vay cho ngân hàng X ha. Thì cái lãi tiền 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 vay ngân hàng X này hồi nãy thì chúng ta cũng đã phân tích trong bài tập trong cái câu trước rồi đó, là cái mục đích vay vốn là dùng cho hoạt động đầu tư cơ bản, cho nên là cái lãi đi vay nó khác cái khoản đi vay mà chúng ta trả cho công ty K, đúng không? Thì khoản lãi đi vay này là chúng ta lại vốn hóa và chúng ta đưa nó vào 2412. Như vậy là khi mình làm bài đó, thì các bạn cần lưu ý là mình đọc kỹ trong bài tập là cái mục đích vay vốn là dùng để làm gì. À, thì trong trường hợp là nếu cái mục đích vay vốn là dùng cho hoạt động đầu tư cơ bản, hình thành tài sản dở dang, và đề bài cho biết là lãi đi vay đủ điều kiện vốn hóa, thì các bạn hạch toán vào 2412. Còn trường hợp đó là thông tin đề bài cho biết là lãi đi vay là dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng không? Thì các bạn sẽ ghi nhận nó vào 635. Chúng ta phân biệt hai trường hợp 635 với lại 2412. Rồi, tương tự ha, ghi nhận lãi vay tháng thứ nhất khoản đi vay công ty H, câu số 8. Thì đây là chúng ta ghi nhận lãi vay ha, lãi vay. Và mục đích vay vốn của cái khoản vay công ty H đó, là chúng ta vay mà chúng ta dùng cho hoạt động kinh doanh. Cho nên là bạn thấy là lúc này là lãi vay chúng ta ghi nhận nó vào 635. Tuy nhiên là ở đây á, là chúng ta ghi nhận lãi vay tháng thứ nhất, nhưng mà cái khoản đi vay này á, là nó thuộc loại là trả lãi sau. Cho nên là bạn thấy ha, nó khác các cái bút toán trước là chúng ta ghi trực tiếp, chúng ta thanh toán, đó là lãi trả định kỳ. Còn khoản đi vay công ty H ở câu số 8 này á, nếu mình đọc kỹ lại trong bài tập á, thì đây là khoản đi vay thuộc loại là trả lãi sau. Cho nên là cái tiền lãi vay tháng thứ nhất này á, là chúng ta chưa thanh toán. Và chúng ta chỉ mới lại gì? Trích trước. À, thì khi trích trước thì chúng ta có hai tài khoản sử dụng, đó là 352 dự phòng phải trả và 335. Thì đây là cái phần lãi đi vay á, là cái khoản gì? Nó chắc chắn về số tiền trả, đúng không? Chắc chắn về số tiền thanh toán, nên chúng ta dùng cái gì? Chi phí phải trả ha, 335. Còn cái gì mà không chắc chắn thì các bạn dùng gì? 352 dự phòng phải trả ha, là chắc chắn. Trích trước ha. Sau đó thì chúng ta sẽ lên các chỉ tiêu trên báo cáo tình hình tài chính ha. Thì để lên các chỉ tiêu trên báo cáo tình hình tài chính thì đây các bạn phải chịu khó, các bạn kẻ các cái chữ T của các cái tài khoản có liên quan. Thì trên bảng thì thầy cũng đã kẻ sẵn rồi ha. Thì đây là các chữ T có liên quan, như là khoản đi vay ngân hàng K. Thì khoản đi vay ngân hàng K thì đầu kỳ mình có số dư là 400. Và ở nghiệp vụ số 7 á, là chúng ta đã trả toàn bộ cái số nợ gốc đi vay, cho nên là cuối kỳ số dư nó sẽ bằng không ha. Hay là khoản đi vay cho X ha, mình vay thì đầu kỳ mình có vay là 800 và chưa đến kỳ hạn đáo hạn, cho nên là cuối kỳ nó vẫn có số dư là 800 ha, X. Rồi tương tự ha, thì chúng ta có khoản đi vay của Y. Khoản đi vay của Y là đầu kỳ là mình đã thấy là gì? Mình đã trả bằng bằng thanh toán bằng tiền Việt Nam và bằng tiền ngoại tệ ha, và cụ thể là mình vay thứ nhất là 50 triệu tiền Việt Nam nè, đúng không? Và thứ hai là 10.000 ha. Và đây mình trả lần thứ nhất nè, đúng không? Ở câu số 1. Đây là trả ở câu số 2. Cho nên là cuối kỳ số dư tài khoản 3411 Y là bằng 0. Tương tự khoản đi vay của công ty H thì trong kỳ là mình có vay ở nghiệp vụ số 6 là mình vay 200. Và như vậy là cuối kỳ thì số dư của nó đang là mấy? 200. Cuối cùng đó là khoản đi vay của cái ngân hàng trên bàn màn hình, đúng không? Hàng VP Bank gì đó ha. Thì chúng ta trong kỳ ở nghiệp vụ số 3 chúng ta có vay thêm là 250 ha. Và như vậy thì số dư của nó là 250. Thì như vậy thì chúng ta lưu ý là vào cái thời điểm chúng ta lập báo cáo tài chính thì cái số nợ gốc vay của cái khoản đi vay công ty H
là nó sẽ thanh toán vào ngày 1 tháng 6 năm n là cộng 1, và nó sẽ thanh toán tiếp vào ngày 1 tháng 12 năm n là cộng 1. Như vậy là mình đang đứng ở thời điểm ngày 31 tháng 12 năm n, cho nên là cái do là số nợ gốc vay này nó phải trả trong năm tiếp theo, năm n là cộng 1, và như vậy là cái thời gian thanh toán là trong vòng 12 tháng, và như vậy là nó phải được xếp vào ngắn hạn. Và như vậy thì bạn thấy là trong các khoản đi vay này thì riêng khoản đi vay công ty H thì chúng ta sẽ xếp vào vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Và kết quả bạn thấy đây, mình lên số 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 dư. Như vậy là cái 350 này ha, là nó liên quan đến khoản đi vay ngân hàng H200. Tám trăm này là dài hạn các bạn ha, và trong cái khoản đi vay ngân hàng VP Bank đó, thì chúng ta chia làm hai khoản. Cái khoản mà chúng ta thanh toán tiếp trong năm sau đó thì nó là 150 ha, nên bạn đưa vào đây 200 với 150 là ra 350 trong đề bài đó, đúng không? Thì bạn chú ý ha, cái khoản đi vay ngân hàng VP Bank 250 đó, thì cái số mà chúng ta sẽ đến hạn thanh toán đáo hạn ở năm tiếp theo đó, là 150. Và như vậy là 150 đó nó cộng với lại 200 này thì nó sẽ trở thành là gì? Ngắn hạn. Như vậy ngắn hạn nó sẽ là 350. Còn cái dài hạn thì nó sẽ là bao gồm là 800 cộng với lại 100 là 900. Thì cách phân loại ngắn hạn dài hạn thì mình đã bàn bữa hôm trước rồi, là chúng ta căn cứ vào cái kỳ hạn còn còn lại.